Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Coban 60. Coban 60 có xuất xứ từ Đài Loan, quy cách đóng gói, thùng 15 kg. Công thức hóa học C16H30CO4, tồn tại ở dạng lỏng màu tím và ít tan trong nước. Là thành phần được dùng để tiệt trùng các thiết bị y tế, được ứng dụng trong xạ trị và điều trị ung thư. Là nguồn bức xạ dùng cho chụp X-quang công nghiệp, các thiết bị san lấp mặt bằng hoặc máy đo độ dày. Được dùng để chiếu xạ thực phẩm và tiêu diệt các loại côn trùng gây hại. Được sử dụng để làm khô sơn và mực, là chất gia tốc đóng rắn cho nhựa polyester chưa bão hòa. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.